Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ nói cho anh em cái hiện tượng mà gãy cần số anh em ha. Đây, gãy lò xo cần số, nóng dữ, xe mới chạy. Thì đây, cái lò xo này nè, cái lò xo này là chuyên gia bị gãy luôn. Nó là liên tục bị gãy cái vấn đề này ha. Cái này nó gãy đâu này. Khi mà anh em gãy á, là anh em vô số không có được. Cái bệnh mà bệnh trầm kha của nó là gãy là vô số không được. Đây. Thì để mà tháo cái này ra, đây anh em thấy nó gãy không? Đây. Đó, nó gãy luôn rồi, thấy chưa? Đó. Nó thấy gãy vậy. Thì chàng như cái móc câu luôn nha. Đó, thấy chưa? Đó. Thì cái này khi mà nó gãy mình không sợ gì đâu, mình chỉ sợ cái miếng này này. Cái miếng này mà nó lỡ mà nó rớt vô mấy cái bánh răng này đi. Đây, rớt vô trong mấy cái bánh răng này đi. Đó, thì nó xác định á là nó phá tan nát luôn là cái bên lốc nồi đó nha, không giỡn được đâu. Đó, cái lò xo này ha. Thì cục này không sao. Cái cục này anh em tưởng tượng cái cục này mà vô đây á, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 cái bánh răng trong này này ha. Cục này mà nó nhai á thì bánh hết bánh răng luôn. Thì khi nào mà anh em xác định được thì nó bị lỗi, nó bị gãy. Dễ lắm. Anh em đạp số xuống là số nó không trả về được. Anh em đạp xuống mà dùng chân móc về á là xác định gãy rồi đó. Thì nó gãy thời gian đầu nó còn dính ở trên, như cái xe này đang dính ở trên luôn này. Có một số xe á là qua gãy xong á thì hên á nó rớt xuống dưới này. Ở trên phía dưới thôi, chứ nó không bị dính vô. Đó. Thì cái lò xo này cũng rẻ đâu nha, có mấy chục ngàn nè. Mua đồng hồ điện. Lò xo này có mấy chục ngàn nè, chỉ có là công rã ráp thì nó hơi tốn công xíu thôi. Đó. Chứ còn lò xo này rẻ rề à. Anh em nhớ là ra hãng mua cũng có mấy chục ngàn đấy ha, không có mắc. Đó. Thì cái này bây giờ mình cũng ráp lại thôi, cũng dễ cả. Cái này anh em ở nhà mà có đồ nghề tự làm cũng được, anh em có kỹ thuật tự làm cũng được. Mở cái phe thôi, mở cái phe đi lên nè. Mở cái phe đây anh nhanh nè. Đây, dùng cái kìm tách phe. Tách cái phe này ra. Đó, tách cái phe rút ra, rút cái lò xo ra. Bây giờ mình sẽ lấy cái lò xo ra cho anh thợ gắn vô cho anh em coi nè ha. Cái lò xo cần số mới nha anh em. Thì như mình nói với anh em rồi đấy, khi mà anh em vô số xong trả số không được á, là xác định là nó gãy vậy đó. Đó, cũng khá là đơn giản nha em ha. Nhét vô thôi. Đó. Bên mình có nhận làm máy nha. Anh em mà có nhu cầu làm máy thì cứ liên hệ trong tin shop nha. Đó. Vậy là xong xuôi này nha em. Gắn vô xong, cài phe lại. Đây, đây là cái phe. Xong xuôi cái một đánh vô thôi, khá là đơn giản ha. Chuyên gia bị gãy cái này luôn á. Bữa nhập về 300 cái lò xo tưởng để đó bán từ từ nó rẻ mà nhập quá trời luôn. Về ào cái một 4 tháng là không còn cái nào luôn. Chứng tỏ lượng xe nó gãy khủng khiếp luôn á. Đó, gắn lại vô là xong nha mà. Vô đúng cái cái khế của nó để nó móc trả số thôi là xong rồi đó. Rồi, xin cảm ơn anh em. Mình để link phía dưới cho anh em luôn ha. Anh em mà có nhu cầu mua lò xo này về thay thì bấm mình phía dưới nha.